Phương diện này, Đường Phu Lân cũng không phải lo lắng, chỉ cần không phải không có vận dụng ra vũ hồn của đấu khái. Thời gian một ngày thì sáng tiến về phía trước liệt hỏa bổn địa là có chút xa, nhưng không phải là không được, bay qua là được. Có điều thiếu giáo quân hàm, cái này giống như có một chút xa xôi. Dựa theo hắn đối với quân đội giải thích, tổng quân về sau, đầu tiên là 3 đẳng binh, tại binh cấp bậc này bên trong còn muốn trước thăng lên vì binh nhì, sau đó là binh nhất, cái này cũng xem như binh nhì cấp bậc, sau đó là thiếu úy, trung úy, thượng úy, sau đó mới là thiếu giáo. Nói một cách khác, hắn và người trước mắt này cách xa nhau chừng 5-6 cái cấp bậc. Tăng lên trên quân hàm đẳng cấp này, tại tiền kỳ vẫn là tương đối dễ dàng đấy. Xem ngươi thực chiến năng lực này không khó cho lắm. Có điều đầu tiên ngươi cần phải tiến hành là một tháng đặc huấn. Lại là tất cả người mới đều là chuẩn bị nhất là muốn tiến hành một tháng huấn luyện để cho ngươi giải huyết thần quân đoàn, đồng thời học tập giá là một huyết thần quân đoàn thành viên nên làm những gì. Đường Phu Lân nhịn không được rồi hỏi, trưởng quan, ngay sử dụng ra bao lâu thời gian tiến hành thành thiếu giáo hay sao? Lòng Phụ Thiên lúc này hờ như máy, không lên quá tham vọng quá cao, ta dùng 4 năm, ngơ lên sẽ là nhanh hơn ta, nhưng phải nhớ kỹ, không lên tham công, huyết thần quân đoàn bao năm quá hy sinh nhiều nhất chính là về phương diện này, sau một tháng đặc huấn sẽ có phương diện này chuyên môn huấn luyện. Đã minh bạch, 4 năm chính mình luôn luôn không khả năng đem cổ Nguyệt Na đặt ở liệt hỏa bổn địa này 4 năm, càng để cho Đường Vũ Lân lúc này có một chút buồn bực, chính là hồn đạo thông tấn khí của chính mình ở chỗ này đã mất đi tín hiệu. Nói một cách khác, hắn bây giờ căn bản không có cách nào liên hệ với cổ Nguyệt Na. Người rất khấp ly khai hay sao? Lòng Vũ Thiên lúc này nhìn ra sắc mặt của Đường Vũ Lân biến hóa. Đường Vũ Lân lại nói, không phải là gấp ly khai, chỉ là hy vọng rằng sớm chút tiến bộ đi. Hắn hướng đương nhiên là sẽ không nói mình có bạn gái chờ ở bên ngoài ấy. Cái này sợ rằng tại cái gì ở trong quân đội đều là phạm vi kỵ húy đấy. Lòng Thiết Vũ lúc này mang theo Đường Vũ Lân đi vào trong một mảnh ở trong doanh phòng. Đi vào ở trong doanh phòng vô cùng sạch sẽ, toàn thân đều là kim loại cảm nhận. Nhưng chỉ cần vừa tiến vào bên trong doanh phòng này, bộ phận phạm vi, độ ấm này lập tức sẽ tùy theo đó lên cao, ấm áp hết sức thoải mái. Đây là phòng của người, chúng ta ở nơi đấy, tất cả mọi người là căn phòng đơn độc, sẽ căn cứ vào cấp bậc có chỗ điều chỉnh. Ngươi là tân binh, chính là chỗ này thấp nhất là cấp bậc, đem ngươi làm bên trên tới sĩ quan cấp úy này, tình hình đặc biệt là có một chút điều chỉnh. Sau đó thì sẽ đến cấp 6 mới có thể lại đề thăng. Hôm nay, muộn một chút thời gian sẽ đối với khách khảo hạch của ngươi tiến hành đánh giá. Bắt đầu từ ngày mai, tân binh đặc huấn, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Long Vũ Tuyết giao phó xong những thứ này muốn đi, lại bị Đường Vũ Lân gọi lại. Trưởng quan, ta lên ở nơi nào ăn cơm? Long Vũ Tuyết lại nói, nhà ăn ta vừa rồi không có nói cho người biết không? Đường Vũ Lân cười khổ rồi nói, không có nói. Long Vũ Tuyết lại nói, tân binh không có cơm ăn, cái quy củ này người biết hay sao? Sao? Đường Vũ Lân lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Long Tuyết Vũ. Còn có quân đội như vậy sao, không cho ăn cơm? Long Vũ Tuyết lúc này thản nhiên nói, ở chỗ này hết thảy tất cả đều muốn tự lực cánh sinh, liền kể cả ăn cơm cũng là như vậy, không cần súng quần công đối với phòng ăn phí lấu ăn mới tham ăn cơm. Có điều tân binh là có thể tạm thời mượn tiền, từ sau này quần công chụp. Đường Phu Lân lúc này khóe miệng giật giật một cái, huyết thần quân đoàn này thật đúng là hiếm thấy. Trưởng quan, ta đây có thể mượn ngày vay sao? Đường Phu Lân dò hỏi. Long Vũ Tuyết lại nói, có thể, mỗi tháng tiền lãi là 10%. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, cao như vậy, có điều cầm tổng muốn ăn, đành phải bật đặc sĩ. Được rồi, ta cùng với ngày kia mượn ra trước một điểm. Đi theo ta, vừa vặn đến cơm chiều thời gian. Hai người lúc này cũng đi ra khỏi doanh trại, nhà ăn quả nhiên ngay tại chỗ không xa, làm cho Đường Vũ Lân đi theo trong lòng Vũ Tuyết căng tin này thời điểm. Gặp được hắn tiến vào trong huyết thần quân đoàn sau thấy tất cả qua rất nhiều người. Nhà ăn rất lớn, chân có mấy ngàn mét vuông, phóng tầm mắt nhìn, chỉ là có 2.000 người ở chỗ này dùng cơm, còn có nhiều người hơn lối liền ra cũng rất tiến vào. Có 10 cái nhận lấy đồ ăn ở cửa sổ, phía trên cũng có bất đồng đánh dấu, chính là đơn giản con số 1, 2, 3, 4 như vậy. Long Vũ Thiết lúc này giải thích với Đường Vũ Lân rồi nói, càng là số nhỏ cửa sổ, ăn đồ vật càng quý, nhưng mà càng có dinh dưỡng đối với thân thể trợ giúp càng lớn. Trong lòng của Đường Vũ Lân thầm nghĩ, này không phải là cùng với lúc trước học viện quy định không sai biệt lắm hay sao? Có điều hắn trước kia loại lượng cơm ăn này, quả thực là không có quá chú ý tới. Cơ bản cũng là cái kia cửa sổ có đầy đủ đồ ăn, hắn thì là đi nơi đó vừa ăn, không nghĩ tới gia nhập quân đội về sau, lại vẫn không nuôi cơm. May mắn mình bây giờ đã không cần ăn lấy trước kia như vậy nhiều hơn. Lòng Vũ Tuyết lúc này mang theo Đường Vũ Lân đi đến cửa sổ 6 cửa sổ này, ở phía sau xếp hàng.
Đường Phụ Lân lúc này cũng phát hiện ra càng là biệt hiệu xa trước cửa sổ kia địa phương, xếp hàng người thì càng ít, nhưng mà 1, 2, 3, 3 số này 3 cửa sổ, căn bản là không có người xếp hàng, cũng có rất ít người đi mua cơm. Trong phòng ăn, sĩ quan cấp úy số lượng lại nhiều nhất, binh nhì cấp bậc này hắn còn không thấy được, còn chính hắn cũng còn không đổi đến chiến quân trang đâu rồi, phải đang có lòng vũ thiết mang theo, bây giờ còn không cần kiểm tra thân phận của hắn. Với tư cách từ nhỏ đến lớn đều là ăn hàng tồn tại, Đường Phổ Lân kỳ thật đối với bà thứ hạng đầu tiên cửa sổ cái gì là phi thường hứng thú, có điều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cũng không còn biện pháp gì cả. Một bên xếp hàng, Đường Phổ Lân thấp giọng hướng Long Vũ Tiết rồi hỏi, trưởng quan chúng ta quân đoán cần đoán tạo sư sao? Long Vũ Tiết lúc này liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên cần chữa trị cơ giáp gì gì đó, đâu cần dùng đến, như thế nào ngươi là đoán tạo sư sao? Đường Phổ Lân lúc này gật gật đầu rồi nói, phải, ta là đoán tạo sư, đoán tạo mà nói có thể hay không thu hoạch quân công. Long Vũ Thiết lại nói, cũng được nhưng mà tương đối thấp, đủ ăn cơm không? Đường Phổ Lân lại hỏi lại. Long Vũ Thiết lại nói, ngươi rất lo lắng cho chính mình không có cơm ăn sao, không phải là cho người mượn hay sao, chờ ngươi sau này tích lũy ra quân công trở lại chính là ta. Đường Phổ Lân lúc này không có giải thích gì cả, hắn cũng không thể nói, tự nghĩ ra đồ ăn mà xong, chẳng qua là gật đầu. Vũ Tuyết. Đúng vào lúc này, một cái êm tai thanh âm vang lên trên. Đường Phổ Lân theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh này truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một tên trải đầy bím tóc đuôi ngựa lữ quan quân này đi tới đây, cấp bậc thượng úy. Thẳng quân trang đối với lữ sinh đúng là có tốt vô cùng, làm nổi bật ra hiệu quả. Vì này đồng dạng tỏ ra tư thế hiên ngang. Luận về tướng mạo, nàng không hề so với Long Vũ Tuyết chênh lệch, nhưng mà bộ mặt đường cong như trước phải nhu hòa hơn một ít. Một đôi mắt to tròn này lóe ra linh tính quái dị sắc. Thất Nguyệt, chứng kiến người này thượng úy, Long Vũ Tuyết lúc này trên mặt khó được toát ra dáng tươi cười. Ánh mắt của Giang Thất Nguyệt lúc này như trước là tò mò đã rơi vào trên thân của Đường Vũ Lân. Thường Phung, hắn là mới tới sao? Thật là đẹp trai đó. Long Vũ Tuyết gật gật đầu rồi nói, hôm nay mới tới, thông qua khảo hạch, ta dẫn hắn tới dùng cơm. Giang Thất Nguyệt lúc này cười rồi nói, chính là người hảo tâm, lại cho hắn vay tiền mức tiền lãi thấp như vậy. Ta cùng mấy người mà nói, người tổng như vậy phá làm hứa quý cũ, mọi người sẽ có ý kiến. Người ta đều là lợi tức hàng tháng là 100%, người lợi tức hàng tháng là 30% liền cho mượn. Là lớn như không phải là người, những người khác sớm đã không làm. Cái gì? Lợi tức hàng tháng 100%? Đường Vũ Lân lúc này ở bên cạnh nghe mở to hai mắt mà nhìn. Hơn nữa, Long Vũ Tuyết cho hắn mượn cũng không phải 30%, mà chỉ là có 10%. Có điều thông minh như hắn chắc chắn sẽ không ở thời điểm này mà nói ra. Long Vũ Tuyết lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, khuôn mặt có một chút lổ lên trên một vòng đỏ ứng. Người mới cũng không dễ dàng, chúng ta cũng đều là như vậy tới, có thể giúp đỡ một phần liền giúp đỡ xuống. Giang Thất Nguyệt lúc này quay đầu nhìn về phía của Đường Vũ Lân, ở trong tươi cười rõ ràng thêm mấy phần mập mờ. Tiểu soái ca á, ta là Giang Thất Nguyệt, ngươi tên là gì? Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười nói ra, lùa cười của hắn lúc này ôn hòa tràn ngập ánh mặt trời. Một cặp mắt to sáng ngời càng là trong suốt, sợ như có thể chiếu rọi ra toàn bộ thế giới. Nhìn xem nụ cười của hắn, Giang Thất Nguyệt lúc này không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ ở trong lòng một tiếng, hảo suất. Huyết thần quân đoàn đẹp trai tuyệt đối là tất cả quân đội tỷ lệ rất cao, nàng cũng thường thấy, thế nhưng mà, có mấy người trước mắt này so sánh với, những người khác giống như rõ ràng kém không chỉ là một bậc, dùng nàng kén chọn ánh mắt, vậy mà từ trên thân của Đường Vũ Lân chọn không sinh ra sai lầm, đây thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Nàng ngoái đầu lại nhìn về phía của Long Vũ Tuyết rồi nói, có chút ý tứ, khảo hạch của hắn thành tích như thế nào? Long Vũ Tuyết liếc hàng một cái rồi cói, ta không biết. Giang Thất Nguyệt lúc này kinh ngạc nói, người dẫn hắn tới dùng cơm, hắn khảo hạch này cũng là người mang chú, sao lại không biết? Long Vũ Tuyết lại nói, thành tích của hắn cần chính ở phía trên đánh giá, ta không có được điểm. Giang Thất Nguyệt kinh ngạc rồi nói, lợi hại như vậy sao? Long Vũ Tuyết lại nói, so với người nghĩ sẽ lại hơn một điểm đó. Giang Thất Nguyệt lúc này vừa muốn nói gì nữa, sau lưng như trước truyền đến một âm thanh vang dội, ta cũng không tin. Ba người quay đầu nhìn lúc này, chỉ thấy một tên thân hình cao lớn nam tính quan quân đã đi tới phía trước bọn họ. Người này tướng mạo của mới sang Thất Nguyệt có vài phần giống nhau, dáng người khôi ngô, chỉ so với Đường Vũ Lân thấp hơn một chút, nhưng cực kỳ cường tráng, nhất là đôi cánh tay, cơ bắp nhô lên trên thậm chí có một chút khủng bố. Đường Vũ Lân đã vạm vỡ rồi, có thể vị này như trước đủ để dùng hùng tráng để hình dung. Ca,
Giang Thất Nguyệt lúc này kêu lên một tiếng, hơn nữa chủ động đụng lên chiến đi ôm huỳnh trưởng cánh tay, một bộ lũng liệu bộ dáng. Đường Vũ Lân cũng chú ý tới, vì này ở trên bờ vai chào cấp bậc trung tá. Lòng Vũ Thuyết lúc này hướng hắn gật đầu, không tin người cái gì đây. Trung tá ánh mắt nhìn về phía nàng lúc đó rõ ràng có một chút nóng rực. Ta không tin rằng hắn sẽ lại như vậy, có thể để cho Vũ Tuyết tán thưởng, không biết người cảm thấy hắn có thể đến cấp bậc gì. Bình nhì. Lòng Vũ Thuyết lắc đầu rồi nói, bình nhất. Không có khả năng. Trung tá kinh ngạc rồi nói, người liền biết tân binh bị bình luận làm nhất đẳng binh này có bao nhiêu khó khăn. Huyết thần quân đoàn của chúng ta không có quân công có thể tăng lên tới quân hàm này, cần độ khó cùng chúng ta đều rất biết. Lòng Vũ Thuyết lúc này giống như không thể nào nguyện ý ra phản ứng ra đến đấy, xoay người tiếp tục xếp hàng. Trung tá giống như sớm đã thành thói quen rằng lằng thái độ như vậy, quay người nhìn về phía của Đường Vũ Lân. Tiểu tử, Vũ Thuyết nói người có thể đạt tới bình nhất. Đường Vũ Lân cười khổ rồi nói, ta cũng không biết bình phán tiêu chuẩn, không có cách nào khác là phán đoán. Trưởng quan ngày khỏe chứ, ta là Đường Vũ Lân. Vừa nói trên mặt của hắn toát ra người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Hắn vừa mới tới lời này, trải qua ma quỷ đảo giáo dục, hắn biết rõ như thế nào mới là mình vững vàng nhất, tấn thăng phương thức cao nhất. Ta không tin, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Trung tá lại hỏi, đối với Đường Vũ Lân mà nói, mới đến đây giống như cũng không có cảm giác gì. Giang Thất Nguyệt thì ở bên cạnh hắn, vẻ tỏ mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói, vì này coi chính mình là thành tình địch phải không?